Cổ nhân dạy, sống khôn là phải biết giả ngu ở năm thời điểm này. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, trên thế giới này, chỉ cần bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và chịu đựng gian khổ, thì không có gì bạn không thể làm được. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một người thành công, bạn không những cần vượt qua những trở ngại trên đường đời, mà còn phải biết cách giả ngốc. Giả ngốc không phải là một điều dễ dàng để làm. Trong xã hội này, có rất nhiều người thích những người thông minh và giỏi xử lý mọi việc, biết cách hòa đồng với người khác và biết cách thể hiện bản thân trước mặt người khác. Kỳ thật, những người này cuối cùng thường thường đều sống không như ý. Nhưng những người thực sự thông minh và biết giả ngốc thì sống rất tốt. Lý do tại sao họ thành công như vậy chủ yếu là vì những lý do sau đây. Thứ nhất, có nguyên tắc, biết cách tự bảo vệ mình. Có câu nan đắc hồ đồ, nghĩa bề mặt là muốn hồ đồ thật khó. Hồ đồ là gì? Có người nói hồ đồ không chỉ là một thái độ nhưng cũng là năng lực. Và giả ngốc chính là biểu hiện cụ thể của năng lực này. Vì một số việc không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có tương đối. Nếu bạn mù quáng bám lấy quan điểm của mình, bạn sẽ dễ dàng xảy ra tranh chấp với người khác. Chỉ có những người biết giả ngốc và biết cách buông bỏ mới có thể tìm thấy một con đường tốt hơn để bảo vệ bản thân và lợi ích của họ. Trong thế giới này, sinh tồn không dễ dàng. Muốn sống dễ dàng hơn thì cần có một chút trí tuệ. Khi một người luôn thích nói cho người khác biết suy nghĩ và quan điểm của mình khi gặp các vấn đề, sẽ dễ bị người khác lợi dụng. Nói cách khác, nếu một người không có nguyên tắc và điểm dừng, thì nhất định sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt của người khác. Nếu một người không có giới hạn của riêng mình, cũng sẽ ngày càng trở nên không tôn trọng người khác và ngày càng bị người khác coi thường. Những người thực sự thông minh là những người có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Họ biết cách tự bảo vệ mình và biết cách tôn trọng người khác. Thứ hai, biết nhìn thấu chứ không nói thấu. Những người thật sự lợi hại, họ có thể nhìn thấu sự thật của cuộc sống và nhìn thấu những nhược điểm của con người. Nhưng đồng thời, họ có thể nhìn thấu mà không nói thấu, giả vờ ngớ ngẩn đúng lúc để làm cho cuộc sống sáng suốt hơn. Thực ra ai trong chúng ta cũng vậy. Cuộc sống luôn cần phải trải qua những thăng trầm để trưởng thành. Tuy nhiên, khi đối mặt với những khó khăn và trở ngại của cuộc sống, một số người chọn cách trốn tránh trách nhiệm của mình, trong khi những người khác chọn cách đối mặt trực tiếp với những khó khăn và thử thách đó. Chúng ta cũng hiểu một điều rằng, cuộc đời vốn không thuận buồm xuôi gió, chỉ có trải qua mưa gió mới nhìn thấy cầu vồng. Chỉ khi một người dám đối mặt với mọi thất bại và đau khổ trong cuộc sống, mới có thể gặt hái được niềm vui do thành công mang lại. Vì vậy, nếu bạn muốn đạt được những điều tuyệt vời, trước tiên bạn phải học cách giả vờ ngớ ngẩn và đừng để mình trở thành một người bụng dạ hẹp hòi, chỉ nghĩ việc nhỏ mà quên việc lớn. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng thành công hơn. Thứ ba, biết biểu hiện sự thông minh đúng chỗ. Người xưa có câu, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Nếu một người quá thông minh, rất dễ khiêu khích người khác nhằm vào anh ta. Vì vậy, trong cuộc sống, một số người bắt đầu học cách giả ngốc và sử dụng trí thông minh của mình đúng chỗ, để người khác không bắt nạt họ nữa. Trên thực tế, sở dĩ những người thông minh này giả ngốc là vì họ không muốn gây rắc rối. Thậm chí, họ còn tin rằng nhiều hơn một thứ còn tệ hơn ít đi một thứ. Con người, vấn đề lớn nhất là tự cho mình là đúng. Những người tự cho mình là đúng
thường khó có sự hiểu biết về bản thân, càng không biết giá trị của mình ở nơi nào. Những người thực sự thông minh luôn biết cách xem xét nội tâm và tự kiểm soát bản thân. Đồng thời, họ biết cách giả ngốc trong thời điểm cần thiết. Họ biết những nơi nào họ cần thông minh và những nơi nào cần giả ngốc. Thứ tư, biết khiêm tốn. Trong cuộc sống, luôn có những người thích khoe khoang và tự đặt mình lên cao mà không thực sự nhìn nhận khả năng thực tế của bản thân. Tuy nhiên, nếu ai đó quá chú trọng vào việc khoe khoang, cuối cùng sẽ gặp phải sự ghen tị từ người khác và để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp. Để trở thành một người thành công, ta phải biết khiêm tốn và luôn sẵn lòng học hỏi từ những người đã đạt được thành công. Chỉ khi chúng ta thực sự nhận thức rằng mình chưa hoàn thiện, chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển và trở nên tốt hơn. Nàng đắc hồ đồ, đó là trí tuệ lớn trong cuộc sống. Nó không chỉ nhắc nhở chúng ta không nên tỏ ra quá thông minh, mà còn nhắc nhở chúng ta không nên âm mưu và ganh đua quá đáng trong cuộc sống. Vì vậy, những người thực sự khôn ngoan sẽ hiểu rằng biết giả ngốc là một phẩm chất quan trọng. Khi chúng ta biết cách giả ngốc, chúng ta không chỉ thể hiện sự khiêm tốn mà còn tạo ra một không gian thoải mái và hòa đồng với mọi người xung quanh. Bằng cách này, chúng ta có thể thu hút lòng tin và sự ủng hộ từ mọi người, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của chúng ta. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ đến từ việc tỏ ra thông minh hay ám mưu, mà còn từ sự khiêm tốn và khả năng biết giả ngốc. Đó là chìa khóa để trở thành người thực sự thành công và đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Thứ năm, biết buông bỏ đúng lúc. Những người thực sự thông minh biết cách giả vờ ngốc thay vì thể hiện bản thân một cách mù quáng. Giống như trong một mối quan hệ, hai người ở bên nhau lâu ngày sẽ khó tránh khỏi sự nhàm chán. Đó gọi là sự mệt mỏi thẩm mỹ. Khi một người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với một người khác, thì mối quan hệ đó đã đi đến hồi kết. Và những người thực sự thông minh, họ biết cách rút lui đúng lúc, sẽ không làm cho đối phương cảm thấy nhàm chán. Bởi vì họ biết rằng không gì có thể khiến họ luôn có thể làm hài lòng đối phương. Vì đối phương đã không còn yêu họ nữa nên mới bắt đầu chán. Chỉ học cách rút lui đúng lúc sẽ cho phép mình có nhiều thời gian và năng lượng hơn để làm nhiều việc khác hơn nữa. Một người có tu dưỡng hay không không chỉ phụ thuộc vào những hành vi tốt đẹp mà còn phụ thuộc vào tâm tính của người đó. Người có tu dưỡng sẽ thể hiện sự ôn hòa và khiêm tốn trong cách nói và hành động, không tỏ ra phô trương. Những người thực sự thông minh biết cách từ bỏ khi đến lúc cần thiết và hành động đúng thời điểm. Chỉ những ai có khả năng từ bỏ đúng lúc mới có thể sống một cuộc sống thông minh và tinh tế hơn. Biết cách từ bỏ đúng lúc là một dạng trí tuệ, một biểu hiện của sự trưởng thành và trách nhiệm. Điều này cho thấy khả năng tự nhận thức và quản lý bản thân, không bị mắc kẹt trong những thứ không cần thiết và tạo điều kiện cho sự phát triển và thành công. Quý vị thân mến, suy nghĩ đơn giản một chút, tâm thái sẽ tự tại, tiêu diêu. Tâm tư đơn giản một chút, cuộc sống sẽ không còn phức tạp. Trong thế giới ồn ào và hỗn loạn này, hãy cứ là một người đơn giản, để những huyên náo thế gian trôi qua. Bởi vì, con người sống trong xã hội có thể thấy được cái sai của người khác, liền nghĩ đến lỗi của chính mình. Thấy chỗ không phải của người khác, lại có thể bao dung cái không hay của họ. Như thế, tâm mới được an yên, nhẹ nhõm. Thứ nhất, tâm càng xem nhẹ, tổn thương càng ít. Tâm rộng bao nhiêu, hạnh phúc có được bấy nhiêu. Nhân sinh không thể lúc nào cũng hài lòng, khắp nơi đều hoàn mỹ, tốt đẹp. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công. Chi bằng mỉm cười bỏ qua để cho thời gian trả lời. Gặp người không hài lòng, nhiều lời thành thừa thải. Bỏ qua mới là một loại trí tuệ.
có thể phiền người khác, thường là do mình quá để ý. Có thể tổn thương người khác, thường là do mình nghĩ không ra. Người mà ôn hòa, không ai hận cả. Người mà rộng lượng, không ai có thể phiền. Người xưa có câu nói rằng, tài sản dư thừa, chỉ có thể mua được thứ dư thừa. Còn những gì tâm hồn thực sự cần, thì không đáng phải tiêu tiền. Kỳ thực, điều tâm hồn thực sự cần chỉ là một số thứ giản đơn như ánh nắng, không khí, sức khỏe và giấc ngủ ngon. Thứ hai, tâm an thì đâu cũng an, nơi đâu cũng tự tại. Tâm rộng thì trời đất cũng rộng. Kiếp nhân sinh cần phải học được cách bao dung được khuyết điểm của người. Đạt được là phúc, mất đi cũng là phúc. Được và mất, ai có thể biết là phúc hay họa? Vậy nên, vĩnh viễn không thể để biểu hiện giả dối trước mắt làm mê mờ. Thế gian vạn vật đều là một chữ duyên. Hữu duyên, vô duyên, hết thảy đều để thuận theo tự nhiên. Là được, là mất, hết thảy đều tùy cảnh mà an định. Trong cuộc sống, nắm bắt được bản chất của nhân sinh là tốt, nhưng không nên cưỡng cầu khi không thể nắm được. Nếu trong tâm hồn có một không gian yên bình và hạnh phúc, thì không cần quan tâm quá nhiều đến hình thức bên ngoài. Nếu ta có thể thực sự xem nhẹ, không cần so sánh và ám ảnh bởi danh vọng và vật chất phù phiếm. Chỉ khi tĩnh lặng, tâm hồn mới có thể được yên tĩnh. Và khi tâm hồn yên tĩnh, mọi sự vụ trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Thật vậy, cuộc sống không phải lúc nào cũng khổ. Những khổ cực chỉ đến từ những dục vọng vô độ. Lòng người vốn không mệt, mệt là do tìm cầu quá nhiều. Buông bỏ dục vọng và truy cầu, trở về với sự giản đơn thuần khiết, tâm hồn mới có thể thoát ra khỏi những sợi dây trói buộc mà thăng hoa, mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của trời đất vạn vật, làm phong phú bản thân, sống theo lý tưởng của chính mình. Thứ ba, thẳng thắn sẽ không trở thành vô địch thiên hạ, mà chỉ khiến chính mình bị thương tổn khắp nơi. Không phải tất cả mọi người đều thật lòng, không phải tất cả các tâm đều vô tư, vô nghĩ. Sướng miệng một lúc là hết, nhưng đôi khi lại dễ dàng gây họa. Thấy không cần thì không nói, bởi nhiều khi nói xong lại lỡ lời. Không nên nói thì đừng nói ra thì lại mất lòng. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, thận trọng trong cả hành động, như vậy mới giảm được phiền phức, tránh phải hối hận. Nhân sinh vẫn luôn lên xuống thất thường, dùng tâm bình thản đối đãi được mất, dùng tâm hoan hỷ nhìn hạnh phúc người khác, dùng tâm vui vẻ sống tốt mỗi ngày. Năm tháng là một con sông, nhẹ nhàng thanh thản, đằng đẵng trôi dài. Thời gian là một thang thuốc tốt, phủ lên vết thương, quên đi những nỗi đau. Cuộc đời không cần phải so đo quá nhiều, luôn có một chút khó khăn cần vượt qua, luôn có một chút ân oán thị phi cần tha thứ. Luận về đạo Trung Dung, Đức Khổng Tử xưa nay có giảng đại ý rằng: đi đến cái rộng lớn nhất, đến cái vi tế nhất, đến cái cao minh sáng suốt nhất, thì đó là đạo Trung Dung. Dù bạn có quảng đại đến đâu, cao minh thế nào, thì cuối cùng vẫn phải trở về với giản đơn. Giản đơn, trung dung, bình thường, đây mới là sự cao minh chân chính. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thập toàn thập mỹ, không có tháng năm nào luôn vui ý thuận lòng. Cuộc sống càng giản đơn, sinh mệnh càng phong phú. Tâm tư càng giản đơn, trong lòng càng bình an. Đời người càng giản đơn, cuộc sống càng vui vẻ. Trong thế giới hiện đại sặc sỡ sắc màu này, chúng ta nên ghi nhớ đạo lý xưa. Giản đơn mới có thể sống tự do, giản đơn mới sống hài lòng,
giản đơn mới sống hạnh phúc. Quý vị thân mến, không có cuộc gặp gỡ nào trong đời là vô duyên, vô cớ. Mỗi người bạn gặp đều có nguyên nhân. Người yêu thương đến là để tiếp thêm sức mạnh và sự ấm áp cho bạn. Còn người khiến bạn tổn thương là cho bạn kinh nghiệm và sự kiên cường. Cho dù là loại duyên phận nào, sứ mệnh của họ cũng là tới gặp để thành tựu bạn mà thôi. Trên dòng sông dài của sinh mệnh, họ chính là những người làm thuyền đưa bạn sang bờ bên kia. Và chỉ khi có được hai loại gặp gỡ này thì đời người mới có giá trị. Thứ nhất, người đối xử tốt với bạn là đến để giúp bạn thành công. Có câu nói rằng, đời người, điều ấm áp đến luôn không hẹn mà gặp, và nó cũng không ngừng đem đến hy vọng. Giữa biển người mênh mông, luôn có người dịu dàng mà ta được gặp. Lại cũng có những người hữu duyên cùng ta trải qua năm tháng ấm lạnh. Khi khốn khó, luôn đưa tay trợ giúp và cổ vũ tinh thần cho ta. Trong bóng tối, luôn có người cùng ta vượt qua sự cô đơn và giúp ta sưởi ấm tâm hồn. Người như vậy thật đáng để ta biết ơn và trân trọng cả đời. Có một câu chuyện về thiền sư và tên trộm như thế này. Vị thiền sư tu hành trong núi. Một đêm nọ, nhân lúc trăng sáng, ông đang một mình bước về ngôi nhà tranh thì bỗng nhiên gặp phải một tên trộm. Vì sợ làm kinh động tên trộm nên ông đã đứng ở ngoài cửa chờ y rời đi. Tên trộm lục tìm hồi lâu nhưng không thấy vật gì có giá trị. Lúc bước ra khỏi cửa trở về thì y nhìn thấy vị thiền sư. Ngay lúc tên trộm hoảng sợ, vị thiền sư nói: "Người đi chặn đường xa tới thăm ta, ta không thể để người tay không trở về được." Nói rồi, vị thiền sư liền cởi chiếc áo khoác trên người ra và nói: "Ban đêm trời lạnh, người mang theo bộ y phục này đi đi." Thấy vị thiền sư khoác áo cho mình, tên trộm tỏ ra lúng túng, cúi đầu bỏ chạy. Thiền sư nhìn theo bóng lưng tên trộm, rồi xúc động nói: "Tội nghiệp nhà ngươi, chỉ mong ta có thể gửi cho ngươi vầng trăng sáng." Ngày hôm sau, nắng ấm chiếu rọi túp liều tranh. Vị thiền sư ra mở cửa, thấy chiếc áo khoác ông đưa cho kẻ trộm đêm qua được xếp ngay ngắn trước cửa. Thiền sư mừng thầm rồi lẩm nhẩm: "Cuối cùng ta cũng gửi được cho tên trộm tối qua một vầng trăng sáng." Sự ấm áp sẽ khiến lòng người băng giá phải tan chảy. Đối xử thiện lương với người là một loại luân hồi. Yêu thương người thì người cũng yêu thương lại. Làm việc tốt giúp người thì cũng sẽ được người giúp. Nhà văn Tuyết Tiểu Thiện nói: "Càng tiến về phía trước, bạn sẽ càng phát hiện ra bản thân muốn ở bên cạnh người ấm áp. Họ sẽ cho bạn năng lượng, cho bạn thời gian, cho bạn cảm giác bản thân được coi trọng trong thế giới này." Những người đối xử tốt với bạn sẽ giúp bạn có thêm dũng khí đối mặt với những thăng trầm của cuộc đời, càng giúp cho bạn hiểu được sức mạnh của từ bi và thiện lương. Trong mối quan hệ giữa người với người, hạnh phúc đều được đổi bằng tấm lòng chân thành. Chỉ khi ta được đối xử tử tế, ta mới thực sự nhận ra giá trị của việc đối xử tử tế với người khác. Như Lâm Tịch từng nói, chúng ta đều là những người đi ngang qua nhau trong đêm tuyết, và những va chạm giữa chúng ta sẽ làm tan chảy những bông tuyết trên vai nhau. Khi thiện lương gặp gỡ thiện lương, chúng ta sẽ tin rằng cuộc đời sau này phải làm một người tốt. Đúng là chúng ta cần biết ơn những người đã đối xử tốt với ta trong cuộc sống này, bởi vì chính sự chân thành và lương thiện của họ đã giúp chúng ta trở thành một người ấm áp và trái tim ta được lấp đầy bởi những tia nắng mặt trời. Mỗi lời tốt đẹp, hành động tử tế từ họ đã lan tỏa yêu thương
và làm cho thế giới trở nên tươi sáng hơn. Với những trải nghiệm đó, ta hiểu rằng sự đối xử tử tế không chỉ là một hành động đơn thuần, mà nó còn là một giá trị tinh thần, một cách sống đáng trân trọng. Khi ta tỏ ra tôn trọng và quan tâm đến những người xung quanh, ta không chỉ gieo hạt hạnh phúc vào trái tim họ, mà còn tạo nên một cộng đồng đầy yêu thương và sự đồng cảm. Thứ hai, những thương tổn gặp phải trong đời chính là đang giúp chúng ta hoàn thiện bản thân. Người đến thế gian này, dù trong hữu ý hay vô tình, thì đều là đang trong tu luyện. Trên mỗi bước đường tiến tới thành công, không ai có thể đi đến đích mà luôn thuận buồm xuôi gió. Có người xuất hiện giúp đỡ, thì cũng có người xuất hiện để ngán trở. Như vậy mới hài hòa. Kỳ thực, người khiến bạn tổn thương cũng là đang trợ giúp bạn. Tục ngữ nói, hoa sen khai nở từ bùn nhơ, nhân tài sinh ra ở gia đình bần hàn. Mỗi giọt nước mắt đều khiến người tỉnh ngộ. Mỗi lần nếm trải đau thương đều đang giúp người trở thành trụ cột. Mưa gió trên đường đời không phải để khiến bản thân lùi bước, mà để giúp chúng ta học được cách mở dù. Lòng tin bị lừa dối không phải là để khiến chúng ta trở nên thờ ơ, mà để giúp chúng ta nhìn thế giới này thông tỏ hơn. Chúng ta đều biết Từ Chi Ma, một tài tử của Trung Hoa Dân Quốc. Trong suốt cuộc đời, ông đã để lại nhiều bài thơ nổi tiếng. Trong số đó có rất nhiều bài thơ tình. Có bài viết cho Lâm Huy Nhân, có bài viết tặng Lục Tiểu Mạn, nhưng không có bài nào viết cho vợ mình là Trương Ấu Nghi. Người đàn ông si tình và lãng mạn này lại vô cùng lạnh nhạt một cách khác thường đối với người vợ kết tóc của mình. Trương Ấu Nghi sinh ra trong nhà danh môn, gia cảnh giàu có, từ nhỏ đã được học hành ở trường lớp. Vì chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô kết hôn với Từ Chi Ma khi mới 15 tuổi. Vào thời điểm đó, cô đã bị Từ Chi Ma và những người ủng hộ tư tưởng mới coi thường. Lần đầu tiên Từ Chi Ma nhìn thấy ảnh chụp của Trương Ấu Nghi, ông đã hét to rằng, cô gái nhà quê. Ông đã so sánh cuộc hôn nhân của hai người thành chân bó và âu phục. Khi Trương Ấu Nghi đang mang thai đứa con thứ hai, cũng là lúc Từ Chi Ma đang điên cuồng theo đuổi Lâm Huy Nhân. Biết mình lại sắp làm cha, phản ứng đầu tiên của ông dĩ nhiên là muốn loại bỏ thật nhanh. Trước sự tàn nhẫn của Từ Chi Ma, Trương Ấu Nghi vân vân dạ dạ nói. Em nghe nói có người vì nạo phá thai mà chết. Từ Chi Ma lại cười nhạt thốt lên. Có người vì ngồi xe lửa mà chết. Chẳng lẽ như vậy thì người thế gian không đi xe lửa nữa sao? Sau đó, hai người ly hôn và trở thành nhân vật đầu tiên ly hôn kiểu mới ở Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi bị Từ Chi Ma bỏ rơi, Trương Ấu Nghi đã lặng lẽ sinh con ở nơi tha hương dị quốc. Lúc đó, cô đã đi theo anh trai của mình sang Đức và học ngành giáo dục trẻ. Hơn nữa còn nói được thành thạo tiếng Đức. Vài năm sau, Trương Ấu Nghi về nước và chung vốn mở công ty thời trang Vân Thường. Người phụ nữ mà Từ Chi Ma từng cười nhạo là đồ quê mùa, cuối cùng đã trở thành bà chủ điều hành một công ty Âu phục, dẫn đầu xu hướng thời trang trên toàn Trung Quốc. Nhờ năng lực kinh doanh xuất sắc của mình, Trương Ấu Nghi không chỉ giúp công ty thời trang Vân Thường phát triển mạnh mẽ, mà cô còn giữ chức phó chủ tịch ngân hàng tiết kiệm thương mại dành cho phụ nữ Thượng Hải. Chính sự tàn nhẫn của Từ Chi Ma đã khiến Trương Ấu Nghi hiểu rằng hôn nhân không đáng tin. Cô dùng những nỗ lực của mình để trình diễn Nửa Đời Đầu Của Tôi, phiên bản Trung Hoa Dân Quốc một cách đầy xúc động. Từ người bị bỏ rơi trở nên thịnh vượng, chính sự ưu tú và kiên cường đã mang lại may mắn cho Trương Ấu Nghi. Chính nhờ sức chịu đựng thương tổn lớn nhất, cuối cùng cô lại trở thành người mạnh mẽ nhất. Xưa có người nói rằng, cuộc đời giống như dòng nước xiết, không ẩn chứa đá ngầm thì không thể làm nổi lên những gợn sóng đẹp.
những thứ không thể quật ngã bạn thì sẽ khiến bạn trở nên lớn mạnh hơn. Những người đang khiến bạn chịu đựng thương tổn chính là đang tới giúp bạn có thêm những kinh nghiệm phong phú và thành tựu cuộc đời. Tôi rất thích một câu nói: khi bầu trời đủ tối, những vì sao sẽ tỏa sáng rực rỡ. Người ta luôn trở nên kiên cường sau khi nếm trải đau thương. Cơn đau qua rồi thì liền trưởng thành, hiểu được nên quý trọng hay buông bỏ. Hãy cảm tạ người đã lừa dối bạn, bởi vì nhờ có họ mà bạn có thêm kinh nghiệm cùng sự hiểu biết. Cảm ơn người đã coi khinh bạn, bởi vì nhờ có họ mà bạn mới có cảm hứng và lực lượng ý chí vươn lên. Hãy cảm ơn người khiến bạn tổn thương, bởi vì nhờ có sự xuất hiện của họ mà nhân cách của bạn được rèn giũa. Quá trình điêu khắc chính mình nhất định sẽ đi kèm với đau đớn và thống khổ. Nhưng nếu có thể chịu đựng được một đòn giáng xuống, thì thân thể chúng ta sẽ tốt hơn và kiên cường hơn. Mọi sự trên đời không gì là vô duyên vô cớ. Bởi trong cuộc đời này sẽ luôn có người giúp bạn hoàn thiện bản thân. Không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với bạn. Cũng không ai khiến bạn tổn thương mà không có lý do cả. Tất cả những gì trải qua trong đời đều là vì muốn bạn trưởng thành hơn. Tăng Quốc Phiên từng nói rằng: quân tử nên làm việc hết mình. Cho dù là tuân theo thiên mệnh đi nữa, thiên mệnh cũng ẩn trong những việc con người làm. Bạn sống như thế nào sẽ thành tựu được người như thế ấy. Điều thực sự quyết định cao thấp của cuộc đời chính là cách chúng ta đối mặt với những trải nghiệm trong cuộc sống. Đối với những người tử tế, bạn hãy biết đền đáp và cảm ơn. Rồi một ngày cái mất sẽ trở thành cái được của bạn. Đối với người khiến bạn tổn thương, đừng oán hận hay biện giải. Cách ứng xử tốt nhất là kiên cường và bất động. Hy vọng bạn gặp được người tốt và cảm nhận được tia nắng sưởi ấm đôi tay. Mong cho bạn nuốt được hết đắng cay và biến nó trở thành phúc khí trong đời. Quý vị thân mến, mọi chuyện trên đời không có điều gì là tốt tuyệt đối, cũng không có điều gì xấu tuyệt đối. Tất cả vấn đề chỉ nằm ở việc ta nhìn có theo chiều hướng tích cực hay bi quan mà thôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi. Chúng ta không bao giờ thực sự biết được những điều ở phía trước sẽ xảy ra như thế nào. Cho nên, khi gặp chuyện xấu, đừng nên bi quan, thống khổ. Khi gặp chuyện vui, cũng đừng vui mừng quá đỗi. Mất không ưu phiền, được không đắc ý. Bởi vì, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Biến hóa vô cùng, sâu xa không thể lường được. Chỉ cần chúng ta hồi tưởng cẩn thận từng mỗi sự kiện xảy đến trong cuộc đời, đều có thể tự nói với bản thân rằng tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Cũng như câu chuyện dưới đây. Ngày xưa, có một ông vua có rất nhiều cận thần thân tín. Tuy nhiên, ông ta tỏ ra đặc biệt yêu mến một người trong số họ, bởi người này rất thông minh, giỏi giang và luôn luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích. Một ngày nọ, nhà vua bị một con chó cắn vào ngón tay và vết thương ngày càng trở nên trầm trọng. Nhà vua liền hỏi người cận thần rằng đó có phải là một điềm xấu hay không? Người cận thần trả lời: đó là điều tốt hay xấu thì khó mà có thể nói trước được, thưa đức vua. Cuối cùng, ngón tay của nhà vua bị hoại tử nặng và cần phải cắt bỏ. Nhà vua liền hỏi lại người cận thần: hẳn đây là một điềm xấu. Một lần nữa, người cận thần vẫn trả lời như cũ: tốt hay xấu rất khó để nói, thưa đức vua. Nhà vua tức giận tống giam người cận thần của mình. Vào một ngày, nhà vua đi săn trong rừng. Ông khắp khởi mừng thầm khi mãi mê đuổi theo một con nai, rồi ngày càng dấn sâu hơn vào rừng rậm. Cuối cùng,
nhà vua nhận thấy mình bị lạc. Điều tồi tệ hơn là ông bị thổ dân bắt lại làm vật tế thần. Nhưng họ bất ngờ nhận ra rằng nhà vua thiếu mất một ngón tay. Ngay lập tức, họ thả nhà vua ra vì ông ta không phải là một người đàn ông hoàn hảo và không phù hợp để dâng cúng, tế thần. Sau đó, nhà vua đã tìm được đường về cung điện. Nhà vua hiểu ra câu nói của cận thần. Nếu không bị mất một ngón tay, nhà vua có thể đã bị giết. Ngay lập tức, nhà vua truyền lệnh thả người cận thần của mình và xin lỗi anh ta. Nhưng người cận thần không có vẻ gì oán trách nhà vua khi bị tù đày. Trái lại, người cận thần nói, đó không hẳn là điều tồi tệ khi đức vua giam thần lại. Tại sao? Nhà vua hỏi. Bởi nếu đức vua không giam thần lại, thế nào thần cũng đi theo đức vua trong chuyến đi săn. Nếu người dân bản địa nhận ra rằng ngài không thích hợp cho việc cúng tế, tất nhiên họ sẽ sử dụng thần để dâng lên vị thần của họ. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta luôn cảm thấy thất vọng, đau buồn khi mọi thứ không suôn sẻ như mong đợi. Cũng có khi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Khi điều đó xảy ra, không có gì là sai khi chúng ta khóc hoặc cảm thấy thất vọng. Nhưng một khi bạn bình tĩnh và kiểm soát bản thân trở lại, hãy thử nhìn chúng dưới một góc độ khác. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng chúng không tồi tệ như bạn nghĩ, và đôi khi đó lại là cơ hội để bạn có được điều tốt hơn. Có những điều tưởng chừng như thuận lợi ban đầu lại có kết thúc tồi tệ và ngược lại. Không có gì thực sự xác định được là xấu hay tốt. Hay chăng chỉ là vấn đề chúng ta nhìn nó theo chiều hướng tích cực hay bi quan mà thôi. Trong cái rủi có cái may, và điều quan trọng nhất là không bao giờ được từ bỏ hy vọng. Vì nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng. Thế giới này vẫn luôn có một nơi tốt đẹp và cuộc sống vẫn muôn màu. Trái lại, ở vào thời điểm thất ý, chán nản thì phải có tầm nhìn lâu dài, tin tưởng rằng sẽ có những điều tốt đẹp ở trong tương lai. Đừng để những thất bại, khó khăn trước mắt hù dọa mà đau buồn, thống khổ, bi thương. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Họa và phúc chuyển hóa không ngừng, luân phiên như ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời vậy. Khi chúng ta ở trong nghịch cảnh, cảm thấy mọi việc đều không thuận lợi, tình yêu, công việc, sự nghiệp, lý tưởng đều trở thành mây khói, lòng sinh ra ý niệm tuyệt vọng. Hãy thay đổi góc độ để xem xét vấn đề, tự nhủ với bản thân mình. Tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi kinh ngạc. Điều quan trọng là hãy giữ vững thiện lương và cảm ơn hết thảy những gì chúng ta đã gặp trong cuộc đời này. Quý vị thân mến, mỗi người đến thế gian này đều mang theo hạt giống thiện lương. Lương thiện là nụ cười của linh hồn, là lời cảm ơn đối với cuộc sống, là cảnh giới thánh khiết của tâm hồn. Lương thiện có thể xua tan lạnh lẽo, quét sạch khói mù. Con người nếu mang theo trái tim nhân hậu đối đãi với cuộc đời, thì cuộc sống nơi nơi đều tươi đẹp. Quý vị thân mến, trong thực tế cuộc sống, có những người tài năng và thông minh, nhưng họ thường không tỏ ra sắc sảo hay tinh khôn trước mặt mọi người. Người khác có thể lầm tưởng rằng họ ngờ nghịch, nhưng thực chất họ lại có nhìn sâu sắc, hiểu rõ bản chất của mọi vấn đề. Những người này nhận thức rằng dù có núi cao cỡ nào, luôn có núi cao hơn, và người giỏi cũng có thể có người giỏi hơn. Trong đại dương trí thức, những kiến thức mà họ tích lũy chỉ như một giọt nước bé nhỏ. Thay vì tự mãn và tự kiêu ngạo, họ luôn kiên nhẫn lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn. Chỉ những người duy trì tâm thái khiêm tốn và lòng dũng cảm để nhận thức mình như người ngốc mới thật sự được coi là những người khôn ngoan.
Vậy nên, đừng nhìn bên ngoài để đánh giá. Bên ngoài bởi 8 kiểu người làm người tưởng cợ dại, thực ra là thông minh. Thứ nhất, thà giả ngốc một chút, chứ đừng tự cho mình thông minh. Người xưa có câu, tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. Núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Tri thức là một đại dương rộng lớn, vì thế những gì bạn biết chỉ là một hạt cát nhỏ. Thay vì tự thỏa mãn, kiêu ngạo với vốn liếng bạn đang có, bạn hãy học cách lắng nghe nhiều hơn nữa. Có đối mặt với những lời nhận xét phê bình gay gắt thì cũng phải nghiêm túc mà chấp nhận. Người duy trì được thái độ khiêm tốn, lòng can đảm để tự nhận mình là người ngốc nghếch, đó mới thực sự khôn ngoan. Đó chính là sự khôn ngoan ở tầm nhìn xa trông rộng. Những người vốn hiểu biết hạn hẹp lại hay cho rằng mình là người học rộng tài cao. Vì thế sinh tâm tự cao tự đại, luôn đặt mình trên người khác. Kiểu người này thuộc loại hổ giấy, quả thực không đáng sợ chút nào. Kiểu làm người bình thường còn hơn mua danh chuộc tiếng. Người ta thường nói, thà bị ghét vì sống chân thành, còn hơn là giả tạo để được lòng người khác. Sự mua chuộc danh vọng chỉ mang lại sự lừa dối và đem đến sự phiền phức và mệt mỏi. Dù trước kia bạn có được bao nhiêu danh tiếng, khi sự thật bị phơi bày, bạn sẽ cảm thấy đau xót, không tả nổi. Vì vậy, tốt hơn hết là sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc và thật lòng từ đầu. Thay vì chờ đợi ngày hối tiếc vì những hành động giả tạo, khi bạn bị cuốn vào cuộc đua danh vọng và tài sản, dục vọng sẽ thúc đẩy bạn theo đuổi chúng một cách không kiểm soát. Bạn sẽ trở nên tham lam và không bao giờ đủ. Nhưng khi bạn đứng trước cửa cuối cùng của cuộc sống, bạn chỉ có thể rời đi với đôi tay trắng không, không mang theo bất cứ tài sản vật chất nào. Thứ ba, kiểu làm người thà tự tin còn hơn bi quan mù quáng. Bạn có thể biết tự tin chính là một loại sức mạnh nội lực phi thường. Cho dù sự tự tin của bạn có chút mù quáng thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, bởi nó vẫn sẽ giúp bạn có cái nhìn tích cực về cuộc sống và làm những điều mình muốn. Nhưng nếu bạn cứ bi quan mù quáng, tự ti về bản thân, bạn tự nhiên sẽ mất đi tất cả. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Chúng ta có thể cảnh giác trước lòng người, nhưng không thể vì thế mà không dám tin tưởng bất cứ ai. Hãy tự tin vào con đường mà mình đã chọn, dù khó khăn, thách thức có làm bạn vấp ngã liên tục. Hãy tin vào chính bản thân mình, dù có lúc cảm nhận của bản thân cũng đang đánh lừa lý trí. Thứ tư, đừng toan tính khôn lỏi vì làm người không có ai là ngốc cả. Khổng Tử từng dạy học trò, chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì vực lớn không thành. Làm việc mà cầu mau chóng thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm thành được sự nghiệp lớn. Đôi khi bạn gặp phải chuyện mà mang lại lợi ích cho bản thân mình dù chỉ là một ít, nhưng cũng đủ làm bạn phân vân. Con người chúng ta không thể tránh khỏi được cám dỗ. Đó là chỉ thích hưởng lợi mà không muốn chịu thiệt, dù chỉ một chút. Thế nhưng phải hiểu rằng, đôi khi có thiệt mới là phúc, có lợi lại thành họa. Không phải kẻ khác chẳng biết toan tính thiệt hơn của bạn, họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó, đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn. Thực ra, những chiêu trò khôn lõi vặt vãnh của bạn, họ biết thừa và thầm cười trong lòng với nhau. Tuy nhiên không ai chỉ ra cho bạn thấy cả, điều đó mới là điều đáng sợ nhất. Thứ năm, thà thua một cách vinh quang, chứ đừng chỉ luôn hiếu thắng. Người ta có câu, lùi một bước biển rộng trời trong, thể hiện tầm nhìn quan trọng của việc chấp nhận lỗi lầm và sẵn lòng học hỏi từ người khác. Trong cuộc tranh cãi, ít người có khả năng thực hiện triết lý này. Biết lùi một bước để tiến ba bước. Thay vào đó, khi ta cố gắng
chỉ muốn chiến thắng mọi tranh luận, ta có thể gây tổn thương đến mối quan hệ. Đó là một cái giá phải trả nếu ta quá cứng đầu và không biết nhường nhịn. Cuộc sống luôn đầy thăng trầm, chiến thắng và thất bại. Tuy nhiên, biết chấp nhận hạn chế và tiếp thu đóng góp từ mọi người mới giúp chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Sẵn lòng nhường nhịn khi cần thiết để giữ cân bằng trong các mối quan hệ là điều quan trọng. Thứ 6, kiểu làm người thà để bị lừa còn hơn không dám tin một lần. Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dù vậy, đừng tỏ ra bi quan chán nản bất cứ lúc nào. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc sống chính là nỗi lo sợ. Nếu cứ đắm chìm trong hoài nghi, sợ bản bội, lừa gạt, bạn không mở lòng đồng nghĩa với việc bạn đang đóng lại các cánh cửa của cơ hội tốt đẹp phía trước. Cứ tiếp tục sống theo cách mà bản thân bạn cho là tốt nhất và đúng nhất. Chúng ta có thể cảnh giác trước lòng người, nhưng không thể vì thế mà không dám tin tưởng bất cứ ai. Tin con đường mà mình đã chọn, dù khó khăn, thử thách có làm bạn vấp ngã liên tục. Hãy tin vào chính bản thân mình, dù có lúc cảm nhận của bản thân cũng đang đánh lừa lý trí. Bởi vấp ngã cũng là một trải nghiệm đem lại giá trị nhất định để thành công. Thứ 7, có khỏe mạnh còn hơn tranh đấu công danh lợi lộc. Bạn thử đặt hai thứ này lên bàn cân. Bạn có thể thấy, dù không có công danh lợi lộc, bạn vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu không có sức khỏe, bạn đánh mất tất cả. Do đó, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất mà mỗi người phải trân trọng và ưu tiên hàng đầu. Người thông minh biết chọn lựa cách sống ý nghĩa nhất. Họ sẽ biết mình muốn điều gì, biết thứ gì mới là quan trọng nhất. Từ đó, họ sẽ cân nhắc và lựa chọn chính xác. Người ngu muội mới lựa chọn rút hết ngân hàng sức khỏe của mình để đổi lấy công danh. Nếu nhận ra đạo lý sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, sẽ an nhiên tận hưởng cuộc sống. Thứ 8, người trầm tính thà nghĩ nhiều còn hơn nói ra. Người trầm tính suy nghĩ nhiều nhưng lại ít khi nói ra. Trên con đường theo đuổi ước mơ, họ kiên trì, bền bỉ và luôn cố gắng để đạt được kết quả một cách tốt nhất. Họ là người cầu toàn nên họ biết lắng nghe người khác chỉ ra lỗi sai của họ và sửa chữa nó. Sự trầm tính bẩm sinh luôn khiến họ sáng suốt tìm ra cách giải quyết khi đối diện với các vấn đề. Với kiểu làm người trầm tính, họ luôn quan niệm trên đời này cái gì hỏng thì mình sửa, sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày, 10 ngày chưa được thì sửa 1 năm. Quan trọng là kết quả nhận về xứng đáng với thời gian và công sức của mình bỏ ra. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen, nhưng tương lai rất có thể sẽ gặt về một thành tựu lớn. Quý vị thân mến, vận mệnh của một con người, tốt hay xấu, có thể nhìn thấy qua khẩu đức của họ. Cho nên, khẩu nghiệp quan trọng vô cùng trong cuộc sống. Mặc dù những hành động thiếu đạo đức không xảy ra hàng ngày, nhưng những lời nói thiếu đạo đức, tục tĩu và không chính trực có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dần dần, phúc báo tan biến từ lời nói và biến mất hoàn toàn. Vì thế, những người không biết nói lời chính trực sẽ gặp những khó khăn và khốn khổ suốt đời. Khẩu đức đối với mọi người đều quan trọng. Rất nhiều phúc báo bị mất mát từ những lời nói không đúng đắn. Do đó, không có khẩu đức đồng nghĩa với một vận mệnh không thể tốt hơn. Thứ nhất, một người càng tu dưỡng càng biết nói năng chừng mực. Trong mọi tình huống, chúng ta nên mang tâm thái biết ơn và cảm kích đúng mức. Đó chính là dấu hiệu của sự tiến bộ. Chúng ta cần biết giữ một phần nhỏ, không nên nói hết tất cả, để dành lại một phần cho người khác và để lại chút khẩu đức cho bản thân. Trách người không nên trách quá sâu, để lại một phần cho người, để dành một phần độ lượng cho bản thân. Tài năng không nên tự mãn, để lại một phần cho người, để dành lại một phần sâu sắc cho bản thân.
sắc bén không nên tỏ ra quá rõ ràng, để lại một phần cho người, để dành lại một phần ẩn náu cho bản thân. Công lao không nên yêu cầu đền đáp hết, để lại một phần cho người, để dành lại một chút khiêm nhường cho bản thân. Hiểu lý không nên khắc khe và cố chấp, để lại một phần cho người, để dành lại một chút nhân hậu cho bản thân. Trong mọi việc, chúng ta nên để lại 3 phần dư địa cho người khác và để dành một ít cho chính mình. Đó chính là cách thể hiện sự thành thạo và tiến bộ. Thứ hai, tâm niệm thiện lương mang đến phúc báo. Cổ nhân giảng rằng, ngôn do tâm sinh, nếu miệng cứ nói lời bất hảo hay đàm luận thị phi hoặc nguyền rủa người khác, như vậy phúc báo sẽ hao tán nhanh chóng. Không chỉ có vậy, nếu có lời trách móc bậc trưởng bối thì cũng bị tổn nhờ phúc báo. Có nhiều người vợ hay trách oán chồng mình, nói anh ta không tốt thế này, không tốt thế kia, cãi bã om sòm rồi lôi cả cha mẹ tổ tông 8 đời đối phương ra chửi rủa. Lời khó nghe nào cũng tuôn hết ra. Như vậy, khẩu nghiệp đã trở nên nặng nề, gia đình dần trở nên nghèo khổ và đau khổ. Vì phúc báo đã tan biến do những lời không tốt đó, vì vậy quan tâm đến khẩu nghiệp là cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần lưu ý trong việc lựa chọn lời nói, không phải lời chua cay và đầy tiếng trách móc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giữ được phúc báo. Vậy tại sao lời nói có thể gây tổn thương đến phúc báo? Điều cần hiểu là phúc báo bắt nguồn từ duyên khởi, từ sự hòa hợp của nhân duyên. Đó cũng là một dạng thể hiện của trường năng lượng. Ví dụ, bạn đi đến chùa làm công đức, bạn quét sân, lau bàn, hành vi ấy sẽ mang lại cho bạn phúc báo chăng? Không phải vậy, mà là tâm niệm mang đến phúc báo cho bạn. Chúng ta phát tâm làm lợi ích chúng sinh, nên mới quét sân, lau dọn sạch sẽ, kết duyên hoan hỷ với chúng sinh. Tâm niệm thiện lương ấy phát xuất ra được năng lượng từ bi chân chính của vũ trụ cảm ứng. Khi đó sẽ được năng lượng chính gia trì, tạo ra duyên khởi của phúc báo. Phúc báo như thế mà sinh ra. Oán trời trách người, tổn phúc rất nhanh. Phúc báo bị tổn đó cũng do tâm mà ra. Trong tâm có xu hướng tự tư, ôm hận, đố kỵ, keo kiệt, lãng phí thì sẽ làm tổn hao phúc báo. Tổn hao phúc báo là do tâm và hành vi kết hợp. Người mà oán trời trách người là không biết trân quý những gì mình đang có, mà cứ than trách mãi không thôi, phúc báo sẽ tổn thất rất nhanh. Miệng cần nói lời tốt đẹp, tâm cần ôm giữ thiện lương. Phật thuyết kinh giảng pháp, ngôn từ thật nhẹ nhàng, làm chúng sinh thấy an lạc trong tâm. Khi miệng nói lời tốt đẹp, trong lòng mang hảo tâm, cũng giống như vũ trụ phát xạ những từ trường tích cực, mang lại những phúc báo an lành. Vậy hảo tâm là thế nào? Trước tiên cần phải biết đủ cùng cảm ơn. Chi túc cũng là một loại thành tựu. Hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Radio để tiếp tục lắng nghe lời dạy của cổ nhân. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.